Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Tâm An xin được gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Sư An. Tác phẩm có tựa đề Một kiếp ái ân. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết vô cùng thú vị trong câu chuyện này được gặp gỡ với cô gái Tịnh Hân, một cô gái thông minh và xinh đẹp và cuộc sống của Tịnh Hân sau khi lấy chồng sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi hai tập truyện của bộ truyện này. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và quý vị ơi hãy cùng lắng nghe và theo dõi ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị và hạnh phúc. Mình ơi, mình Vĩnh Thái từ bậc tam cấp bước lên Đã lớn tiếng gọi Một bóng người phụ nữ trường 20 tuổi Từ bên trong nhanh nhầu bước ra Cười tươi như nắng bình minh Mình về rồi Ừ, tôi nhớ em muốn chết Vĩnh Thái kéo vợ lại ôm Rồi hôn lên má của cô đầy thắm thiết Cho thỏa nỗi nhớ mong Cử chỉ của cậu âu yếm Ánh mắt chứa chan như biển tình lai láng vợ chồng son xa nhau mới có mấy ngày mà cậu cứ ngỡ như cả thế kỷ vịnh thái càng nhìn vợ lại càng thơi thới trong lòng ngoài tịnh hân thì dường như cậu không vừa mắt bất cứ cô gái nào người con gái này khó khăn lắm cậu mới cưới được suốt hai năm trời dài đằng đẵng tranh đấu cuối cùng cha cậu ông hội đồng bạch cũng phải chịu thỏa hiệp với cậu ấy là cặp vợ chồng trẻ vịnh thái và tịnh hân Vĩnh Thái là con trai lớn nhà ông hội đồng Bạch Vĩnh Quyền. Năm nay cậu 24 tuổi, mới thành vợ thành chồng với cô Tịnh Hân, là con gái của thầy Thuốc Tèo, dòng họ trạch ở làng Tân An. Đám cưới hồi trước Tết, linh đình khắp làng trên sóng dưới, ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt mà suýt xoa ngưỡng mộ. Cô giàu trẻ xinh đẹp sánh đôi cùng với chú rể sáng lạn, tự tin. Được ví như câu trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, cuộc hôn sự đẹp như trong mơ khiến bao nhiêu cô gái vạn dặm xung quanh nhìn vào mà ao ước. Ấy vậy mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết người trong kẹt. Ông hội đồng bạch vốn không ưng cô con dâu này bởi vì chê nhà thầy thuốc tiểu không xứng. Mình thay đồ rửa mặt cho mát rồi ăn cơm nhé. Tịnh Hân nói với chồng bằng chất giọng đầm ấm, không giấu được sự yêu thương. Cô cao rong ròng, dáng người đầy đặn, có da thịt lại trắng hồng. Nếu theo quan niệm xưa cũ, người con gái đẹp là phải có tóc dài thướt tha, ăn mặc giản dị, nói năng nhỏ nhẹ, có lòng lương thiện, bởi vì thiện lương là một loại mỹ đức giúp cho con người loại bỏ những thiếu sót trong tâm hồn. Nó chính là khởi nguồn của tình thương ấm áp trong mỗi con người, cũng là yếu tố đầu tiên để đánh giá một người phụ nữ. Chỉ có bản tính thiện lương mới làm nên một cô gái đẹp, mới là sự lôi cuốn đặc biệt từ bên trong của một người phụ nữ. Thực tế từ yếu điệu thường được dùng để chỉ người phụ nữ thủy mị nết na, có khí chất tao nhã, tính cách dịu dàng và điềm đạm, yếu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Trong ghi chép của kinh thi cũng là chỉ người phụ nữ dịu dàng lương thiện, xứng đôi với các quân tử. Vậy nên yếu điệu thục nữ là một tiêu chuẩn đối với thê tử của các quan nhân trong thời xưa. Nhưng thước đo lớn nhất của một con người đó chính là sự thông minh khéo léo không nhất thiết phải quá mạnh mẽ tài giỏi nhưng sự thông minh thể hiện cái đẹp của con người xét trên một phương diện hoặc toàn diện thì con gái có văn hóa trình độ học vấn là tiêu chuẩn không thể thiếu của một người con gái ấy là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong và tịnh hân dường như đều hội tụ hết những phẩm chất ấy cô xinh đẹp hiền thục đoan trang lại có nghề bắt mạch trị bệnh cha truyền con nối có tài khí và luôn sống hòa đồng với mọi người phải nói là một cô gái bách niên nan ngộ trăm năm khó gặp vịnh thái vừa gặp đã si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên phải nói đúng hơn thì hai người dường như cũng có cái duyên nợ vợ chồng đối với tịnh hân vĩnh thái không chỉ có tình mà còn có cả cái nghĩa cái tình đã lớn cái nghĩa còn trọng hơn gấp bội phần giống như định mệnh đã sắp đặt trong một lần đi công việc từ sài gòn về đến mỹ tho chiếc xe hơi lô ca sông màu đen bóng loáng của cậu mới mua đang chạy bon bon trên quốc lộ thì một con bò của ai đó bất ngờ băng ra khiến cho cậu phải né gấp lạc bánh lái lao thẳng xuống ruộng vịnh thái thắng gấp xe quay một vòng rồi nằm lật ngừa bốn bánh trồng lên trời nửa thân trước của xe dưới ruộng nửa thân sau vẫn còn ở trên mé lộ cậu cũng bị thương đầu đập vào tay cầm máu chảy ướt cả mặt mắc kẹt trong xe tiến thoái lưỡng nan muốn ra cũng không được. Mấy người đi dọn gần đó thấy tai nạn thì xuống lại mở cửa xe, phụ kéo người bị nạn ra ngoài. Vịnh Thái được nằm bên mé lộ, máu bè bét, dính bết cả bộ đồ tây màu trắng. Trời ơi, đập đầu máu chảy ghê quá. Phèn này không biết sống được hay không, cây đầu xe bể nát rồi. Này, kiếng đâm chảy máu như thế này nguy hiểm lắm. Mấy tiếng xỉ sầm bàn tán xôn xao, Vịnh Thái nheo mắt bởi vì nắng chói Vết thường không có dấu hiệu ngừng chảy máu Cậu bắt đầu hoa mắt Vì mất máu quá nhiều Mấy người tá điền đứng vây quanh Nhưng không ai dám lại đưa cậu đi nhà thương Phải đợi hương quản vây lính Lại lập cớ tai nạn Rồi mới được đưa đi Thấy cậu nọ ăn mặc sang trọng Lại đi xe hơi Người ta lại càng không dám lại gần Lỡ bắt bớ tội vạ thì khổ Vịnh Thái cảm thấy ong ong hai bên cánh tay Những tiếng ồn ào khiến cho cậu Cảm thấy mệt mỏi thân thể nóng bức vô cùng. Bên chân trái bị cấn lúc xe lao xuống ruộng nên bây giờ đau nhức dữ rồi. Không chừng có thể bị gãy xương mất thôi. Một người con gái tay sách dương, đồ nhỏ, lách đám đông nhìn qua Vịnh Thái, đang nằm rồi lên tiếng. Sao không đưa đi nhà thương, để máu chảy nhiều thế này? Ai mà dám đưa đi, lính bớ bắt chết, phải đợi hương quản lại, đưa đi mới đặn. Cha chà, luật lệ gì mà kỳ quá, chết người ta còn gì, Cô nọ sốt sáng đi lại ngồi sụp xuống bên cạnh Vĩnh Thái, nhìn thanh niên chừng 23 tuổi, bộ tướng hùng vĩ, diện mạo khôi ngô. Ở chán bị một lùng lỗ, chừng đầu ngón tay, máu chảy đỏ ao ướt cả sơ mi trắng. Mọi người đứng xung quanh trầm trồ khi cô nọ lại lấy trong dương đồ ra một hộp gỗ, có mấy ngăn đựng thuốc bột. Sau khi rắc nửa lọ thuốc một màu vàng lên miệng vết thương rồi lấy khăn tay của mình trong gương ra quấn quanh đầu để cầm máu đỡ nếu không e Chắc người nọ sẽ chết vì mất máu Cô lại lấy một cái khăn vải trắng khác Từ từ lau máu ở hai bên thái dương Với dưới gương mặt cho người bị thương Cẩn thận xem xét trên Người của cậu còn vết thương nào nữa hay không Vĩnh Thái nhăn mặt khi vết thương tiếp xúc với thứ bột Nhưng sau đó lại cảm thấy cơn đau từ chán mình dịu xuống hẳn Cậu đưa tay quệt vết máu trên mí mắt Cố gắng mở mắt nhìn người Đã và đang cứu mình chỉ thấy lờ mờ là một gương mặt thiếu nữ ưng hồng bởi vì nắng nóng mồ hôi nhễu xuống trên vầng trán đôi mắt trong ngần to tròn khoảng cách giữa hai người rất gần cậu hít hà cái hương thơm thảo mộc nhàn nhạt, nhạt từ cơ thể người thiếu nữ khiến cho cậu dễ chịu hơn hẳn ít nhất là bản thân cảm thấy yên tâm hơn này này cô kia cô rắc cái gì lên đấy làm bậy bạ người ta chết bây giờ một người đứng gần đó tò mò hỏi cô cô nọ liền đáp là bột tam thất có thể cầm máu giảm đau cho người bệnh mà hương quản đã đến chưa hay là đưa người đi cấp cứu trước đi mạng người quan trọng hơn vừa hay lúc đó hương quản dẫn theo hai tên lính đến do hương quản có quen biết với ông hội đồng bạch nên vừa nhìn thấy đã nhận ra cậu nhanh chóng lập giấy tờ rồi cho người khiêng vĩnh thái đi nhà thương cấp cứu người cứu nạn ấy chính là tịnh hân cô thấy anh chàng thanh niên bị nạn được đưa đi cấp cứu thì lén khỏi đám đông xách dương đồ và tiếp tục về nhà. Ông hội đồng Bạch hay tin con trai bị tai nạn thì lật đật đến. Vĩnh Thái nằm nhà thương hai đêm, Hương quản mua cam đến thăm hỏi, nói chuyện rông dài một hồi, Vĩnh Thái mới hỏi đến cô gái hôm nọ đã cứu mình. "Chú Hương quản, chú có biết cái cô gái đã cầm máu giúp tôi ngày hôm đó không?" "À, nhắc mới nhớ, cậu hai đúng là phước lớn mạng lớn lắm, nên mới gặp được cô nọ." Nếu không nguy à, chắc chắn mà mất máu đến chết. Mà cái cô nọ là con cái nhà ai? Ông hội đồng nhíu mày hỏi, ông cũng muốn tìm hiểu để đền ơn cho người ta đã cứu giúp con trai mình. Cô ấy là con của thầy thuốc tiều, cha con họ mở một y quán nhỏ ở gần đò Tân An, xem mạch bắt bệnh cho dân làng hai bên sông. Mà tốt tính lắm, hễ ai mà nghèo thì xem bệnh miễn phí, lại cho thuốc uống, mà không có lấy tiền bạc chi vĩnh thái gật gù mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt của cô nọ là con nhà nòi thảo nào có sẵn hộp thuốc mà cô ấy tên gì vậy chú chú có biết không ạ à? tôi không hỏi mà cậu muốn ấy, thì cứ đến đò tân an hỏi nhà thầy tiều là người ta chỉ cho sau lần hội ngộ ấy vĩnh thái như trồng cây si trước cô gái trẻ kia Cậu quyết tâm theo đuổi và cưới cho bằng được cô nọ Tịnh Hân cũng có tình ý với người đàn ông này Đôi trẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e Mặc dù thầy Tiều và hội đồng bạch không ưa nhau cho lắm Thầy thuốc Tiều cả đời liêm khiết Chẳng màng lợi lộc Chỉ một lòng cứu người giúp đời Còn ông hội đồng bạch dường như hoàn toàn trái ngược Đời ông làm đến trước hội đồng Trải qua không biết bao nhiêu chuyện xấu xa Thiện ác phân tranh Trắng đen rạch ròi bởi vậy cực khổ lắm Vĩnh Thái mới ôm được mỹ nhân Cai tình của Vĩnh Thái đối với tịnh hân cứng như đá Chí cậu vững như thép Từ bé đến lớn chuyện gì Cậu cũng thuận theo ý của cha Riêng chuyện này Cậu lại kiên quyết cãi lại Thề rằng không cưới được tịnh hân Cậu quyết đâm đầu vào cột chết Để trả mạng cho cô Chứ cậu không thèm sống nữa Cuối cùng ông hội đồng bạch Cũng phải chịu thua Nhờ mai mối cưới tịnh hân cho cậu bây giờ khi ôm cô vào trong lòng cậu miên man nghĩ lại thế mà còn chưa tin nếu không có em cứu chắc là tôi không còn sống đến bây giờ chuyện qua lâu rồi mà mình cứ nhắc hoài nhắc để nhớ nhắc để yêu thương em nhiều hơn em là thầy thuốc cứu người là chuyện thiên kinh địa nghĩa cho dù là người khác em cũng làm như vậy vịnh thái vuốt sợi tóc mai của vợ rồi vùi mặt vào cổ của cô, hít hà cái hương thơm thảo mộc nhàn nhạt, nhạt quen thuộc khiến cho cậu mê đắm. dù gì cũng phải cảm ơn em, bởi vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. thấy vợ không trả lời, Vĩnh Thái mới ngẩng mặt lên nhìn cô. sao dạo này tôi thấy em cứ thẫn thờ với tôi. cô nhìn cậu, ánh mắt rõ là có điều muốn nói, nhưng lại cứ ngập ngừng. thấy vậy Vĩnh Thái mới nắm tay cô hỏi bằng giọng điệu ân cần nhất mình đã là vợ chồng của nhau em muốn cái gì phải chia sẻ với tôi tôi mới biết mà thành toàn cho em chứ từ bé em theo cha học xem mạch bốc thuốc em cũng thích cái việc đấy nó như thấm nhuần vào trong cốt tùy của em giờ ở không em thấy phụ lòng cha dạy dỗ em cảm thấy uổng phí công của em ngần ấy năm học hành vậy bây giờ em muốn sao Em muốn xin mình Cho em mở một nhà thuốc nhỏ ở chợ Để xem bệnh cho người ta Em mở hiệu thuốc Rồi ai trông coi việc nhà Việc nhà chẳng phải từ trước tới nay Vẫn là do dì tám lo liệu hay sao Vịnh Thái nghe nhắc đến dì tám Cậu có vẻ khó chịu trong lòng Bà ta là người ăn kẻ ở Lấy quyền gì mà trông coi nhà cửa chứ Thường lai đều để lại cho vợ chồng mình Tôi muốn để cho em quản lý mình đừng nói như vậy dù gì đi nữa dì tám cũng ăn ở với cha có hai ba mặt con không gọi được một tiếng mẹ thì nên gọi một tiếng gì cho tử tế vĩnh thái không muốn tiếp tục nói về dì tám chưa kể em bận rộn cực khổ tôi xót lắm với lại nhà mình giàu có không thiếu bạc cần chi em phải cực lòng như vậy chứ em xem cho con nhà nghèo làm vui thôi chưa cần bạc tiền chi với lại để em được tiếp tục theo nghề mà cha ông em để lại mình nói với cha một tiếng giúp em nhé vịnh thái nghe vậy sau đó mới giãn cơ mặt cậu muốn chiều theo ý của vợ Ừ, để tôi nói thử mà nếu có được thì mở tại nhà đây chưa tôi không cho em ra chợ đâu đi lại nắng nôi cực thân lắm mình tính thế nào cũng được em cảm ơn mình tịnh hân cười tươi tắn Nét mặt không giấu được sự vui mừng, Vĩnh Thái thấy vậy cũng vui theo, cậu chỉ ngón tay lên má nũng nịu. "Vậy thì em thưởng cho tôi đi." Tịnh Hân nhìn một vòng quanh nhà lớn, xác định không có ai, mới dám cúi mặt hôn lên má chồng một cái. Trong lúc Vĩnh Thái đi tắm thì cô xuống bếp dọn cơm để mời cha chồng cô lên ăn. Ông hội đồng Bạch năm nay 49, sắp bước qua tuổi 50, bộ tướng cao gầy gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, khó gần, y hệt như cái tính khí của ông. Tịnh Hân khẽ gọi Dì Tám. Dì ơi, Dì hâm đồ ăn chuẩn bị dọn cơm đi à? Cô vừa nói vừa đi lại cái giạc măng dê, lấy chén đũa mang lên bàn. Dì Tám thấy vậy, vội vàng ngăn cản cô. Kiểu mợ, mợ cứ để đấy tôi làm cho. Ông với cậu mà thấy, lại mắng tôi chết. Tịnh Hân mỉm cười, tay của cô vẫn tiếp tục. Mấy cái chuyện vặt này, dì cứ để tôi làm phụ giúp gì, không sao đâu mà sợ. Nhưng tôi sợ lắm, mợ thương tôi, cứ để đấy tôi làm hết cho. Nghe dì tám nói như vậy, Tịnh Hân mới chịu dừng tay, về làm dâu được mấy tháng, lại thông qua Vĩnh Thái, cô biết được gì tám ban ngày là người ở, nhưng ban đêm lại sắm vai một người vợ, hầu hạ ông hội đồng Bạch chuyện chăn gối. Từ lúc bà hội đồng chưa mất, đã oan nghiệt như vậy số của dì tám khổ mới có ba mươi lăm mà có hai mặt con một trai một gái đứa mười tuổi và đứa mới bốn tuổi không nói ra nhưng mà trong nhà đều biết hai đứa bé này là máu mủ của ai tịnh hân thiện lương đồng cảm với số phận bạc bẽo của dì tám phận đàn bà bị người ta lăng nhục đã đành sống ngần ấy năm mà không có được một danh phận ngày qua ngày cứ cúi mặt khom lưng làm việc hầu hạ chủ nhân sống mãi trong bóng tối hai đứa con của dì tám đứa con trai lớn là vĩnh ân đứa con gái nhỏ tên là vĩnh xuân tính ra đều là em cùng cha khác mẹ của vĩnh thái chồng cô hai đứa bé đều lấy họ bạch của ông hội đồng thế nhưng chúng tuy là con của ông hội nhưng ăn mặc lại chẳng khác gì đám tá điền tá thổ nhà nghèo mặt mày lúc nào cũng tèm lem khiến cho tịnh hân nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp. Dì Tám biết cô tốt với má con mình, nên rất kính trọng cô. Suy cho cùng trong cái nhà này, dường như chỉ có cô là đối xử tốt với má con họ. Tịnh Hân lén cho bạc đi học, lại mua cặp sách mới cho tụi nhỏ. Vịnh Thái biết có cằn nhằn vợ vài tiếng, bởi vì cậu vốn không thích má con dì Tám, bởi vì cậu luôn cho rằng má cậu đau buồn rồi mang bệnh mất sớm, một phần là do sự trai gái tằng tiểu của cha cậu với dì Tám gây nên. Từ ngày bà hội mất, Vĩnh Thái ghét má con dì Tám ra mặt, cũng bớt tính trọng ông hội đồng hơn trước. Đối với hai đứa bé, cậu không yêu thương gì cho cam. Cứ hệ thay bọn nó cảm giam trước mặt là cậu đánh cậu chửi. Giết rồi hai đứa bé thấy cậu là sợ xanh mặt, tránh càng xa càng tốt. mợ cứ để đấy tôi làm cho. Con bé Vĩnh Xuân mặc bộ đồ vải, mỏng tang, từ ngoài vườn hốt hải chạy vào, không để ý vấp phải bục cửa, té ngã nhào. Nó đập mũi đau điếng rồi khóc ré lên. Dì tám vội vàng buông củi bếp, chạy lại đỡ con. Máu mũi chảy ra, dập một mảng. Tịnh hân vội vàng đỡ đầu con bé ngước lên trời, rồi bế nó đặt lên một tấm phản. Dì lên nhà trên, mở tủ thờ, lấy gói thuốc xuống đây cho tôi. Dì tám mặc dù sợ ông hội đồng la, nhưng thấy con chảy máu Bà đành phải làm liều chạy đi lấy theo lời của cô. Tịnh Hân lấy một ít thuốc, nhét vào lỗ mũi của con, rồi đặt nó nằm im xuống phản. Chừng một hồi sau, mời lấy cây khăn thấm nước, lau mặt mày cho nó. Lát nữa gần đi ngủ, dì lấy củ gừng tươi nướng qua, rồi đưa nó lăn lên mũi nhé. Cách này làm ấm xoang mũi, giúp máu không chảy thêm. Mà chút nữa dì lên phòng tôi, lấy lọ thuốc, bôi lên vết bầm trên má. Chưa để thế này, là để lại thẹo đấy, xấu lắm. Cảm ơn mợ. Vĩnh Xuân bị ngã đau nên còn sợ lắm, nắm chặt lấy ống tay áo vải của dì Tám, tịnh hân xoa đầu dịu dàng. Sau này em không được chạy nhảy như vậy nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi thưa mợ. Cái gì mà mợ, gọi là chị Hân được rồi. Vĩnh Xuân thấy tịnh hân dịu dàng với nó, nó nhèn miệng cười để lộ hàm răng xuống dạ thưa chị dì tám sợ hãi ấy thưa thưa mợ không được đâu nếu như cậu biết cậu đánh chết gọi đúng có cái gì đâu mà đánh tính ra con bé cũng là em út của tôi tôi biết dì tám khổ tâm nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó nếu như dì cứ chịu đựng nhẫn nhịn như thế này sau này con của dì chỉ khổ hơn mà thôi vâng tôi biết rồi từ sau cửa bếp Vĩnh Ân vừa mới đi học về, nó được mặc một độ vồ vải, mới hơn bộ đồ của em gái một chút. Bà ơi, con đi học mới về. Nó chợt khựng người, nụ cười trên môi tắt hẳn khi nhìn thấy Tịnh Hân đang ngồi trong. Dạ thưa mợ, con mới về. Tịnh Hân hoắc tay gọi nó lại, lấy ra trong túi áo hai viên kẹo đường cho nó. Hôm nay thầy dạy môn gì, kể cho chị nghe nào. Vĩnh Xuân 10 tuổi sợ sệt, vội nép sang một bên nhìn má nó, thấy gì tám gật đầu, nó mới dám lại gần Tịnh Hân, đưa tay ra nhận kẹo, ánh mắt của nó nhìn Tịnh Hân đầy cảm khoái. "Con cảm ơn." "Em cảm ơn chị, nào, nói lại cho chị nghe." "Dạ vâng, em cảm ơn chị." Bình Ân cười toe toét, nó càng nhìn càng thấy thích người chị gái xinh đẹp này, cũng không biết nên gọi là chị hay gọi là mợ, gọi chị thì má không cho, còn gọi mợ thì mợ lại không chịu. Nó mới 10 tuổi thôi, nhưng má nó nói cái gì nó đều hiểu và chịu khó ghi nhớ. Má nó nói với nó, mặc dù chị Hân cho phép, nhưng hễ lúc có mặt ông với cậu thì không được gọi như vậy, phải xưng hô cho phải phép. Vịnh Ân nhớ rất rõ lời má dặn, tuy nó có cha nhưng lại không bao giờ được thừa nhận, có anh nhưng không dám lại gần, nó chỉ có má và em gái thân thuộc. Vĩnh Ân thừa hưởng nét đẹp từ ông hội đồng bạch lúc còn trai tráng, vầng trán cao, mày rộng, mắt nó đen tròn, lại có ánh nhìn tinh anh. Trời sinh ra là một bậc nhân tài nếu như được bồi dưỡng tốt. Vĩnh Ân vốn đi học trễ nên 10 tuổi nó mới học lớp 3. Tuy vậy mà thầy nói rằng nó học rất khá, học cái gì thì lại nhớ cái đó, rất có tố chất tương lai. Từ khi tịnh hân về, buổi tối khi cô rảnh rỗi đều dạy thêm cho anh em nó nên hai đứa càng ngày càng thích người chị dâu xinh đẹp này nội tâm của đứa trẻ thiếu thốn tình thương vĩnh ân cảm thấy sẽ thật tốt nếu trong nhà ai cũng thương yêu mấy má con nó như vậy nó ước gì tịnh hơn là chị ruột của nó ngoài lúc đi học nó phải giúp má nó làm việc lúc trước còn có chị lành nhưng từ ngày chị lành bị đuổi đi vì tội ăn cắp thì trong nhà chỉ còn má con nó làm việc. Má nó đầu tắt mặt tối từ sáng sớm, gà trong chuồng chưa gáy, là má nó phải thức dậy làm việc. Đêm đến vừa ngà lưng, dỗ dành cho em nó ngủ, thì lại bị ông gọi lên phòng, hầu hạ ông. Gần sáng má nó mới xuống, nó nằm giả dạ vờ ngủ nên nó biết hết. Bởi vậy nó không thích ông chút nào, nó không muốn nhận người đó làm cha. Này, Mày ra cho con gà đá của tao ăn đi Thả cho nó đi chơi một chút Rồi nhốt lại vô trong buồng Nghe chưa Vĩnh Thái cầm một chén thóc mọc mầm đưa cho Vĩnh Ân Rồi sai nó đi làm việc Dì Tám thấy vậy Vội vàng đỡ lấy chén thóc Cậu cứ để đấy tôi làm cho Tôi sai nó Chứ tôi không sai gì Sau nhiều lần bị vợ cằn nhằn Cậu cuối cùng cũng gọi dì Tám bằng một tiếng gì Nhưng giọng điệu rất miễn cưỡng vẫn hằn học khó chịu. Tịnh Hân ngồi bên cạnh, nghe thấy chồng mình cộc cằn như vậy thì khều tay của cậu. Thằng bé mới đi học về, để cho nó nghỉ ngơi một chút rồi đi cho gà ăn sau cũng được. Dì Tám, dì lo dọn cơm đi à? Vĩnh Thái nhìn vợ nhưng bị cô lừa mắt, sau đó lại nín bặt, đành xuống nước nhưng vẫn trợn mắt nhìn Vĩnh Ân. Lát nữa nhớ cho con gà của tao ăn, nó mà bị làm sao ấy, Tao đập giò mày, mày biết chưa? Kiểm Minh. Tịnh hân chật lưỡi rồi kiếm chuyện, kéo áo của cậu lôi đi. Tránh cho cậu ở đấy, lại giờ trò, cái thói học hẳn, ăn hiếp hai đứa bé. Dì tám dọn cơm trưa cho cả nhà, rồi lại xuống bếp, ba má con ăn riêng. Tịnh hân liếc nhìn cha chồng, ngậm nghĩ tại sao trên cuộc đời này lại tồn tại những người có lòng dạ sắt đá như vậy. Dù muốn, dù không, bọn trẻ này là máu mủ của ông tại sao ông lại phân biệt đối xử như vậy không nuôi thì thôi mà nuôi thì phải nuôi cho tử tế lại nói đến gì tám tội nghiệp lúc hứng tình thì lôi con gái nhà người ta ra thỏa mãn đến khi xong việc lại dừng dưng như chưa hề có chuyện gì cái thói này nghĩ làm sao cũng không ưa cho được xong nghĩ vậy nhưng cô không dám tỏ ra thái độ dù gì ông ấy cũng là cha chồng của cô đã mấy lần Tịnh Hân muốn xin cho mấy mẹ con lên ăn chung Nhưng Vĩnh Thái luôn thẳng thừng từ chối Cậu nói với cô Cha không có thương yêu gì cái đám đó Nên cô đừng có xin sỏ Uổng công vô ích Tịnh Hân khó hiểu Không thương Tại sao lại để sinh ra Lại còn nuôi trong nhà Em, em không tin Vĩnh Thái bật cười Nét cười có ý chào phúng Chính cha ruột của mình Cậu kể cho cô Ngày đó canh lúc má về ngoại đám rỗ Đêm đó cha ông ấy ở nhà Đè bà ta ra mà hãm hiếp ừ, Chừng té ra thì có bầu ba tháng Ông ngoại bắt ép bỏ cái thai Rồi đuổi bà ta đi nhưng má không chịu Nói làm như vậy là thất đức Nhất quyết giữ má con họ Ở lại đây để nuôi Vậy lúc đó cha nói sao? Ông chỉ nói rằng do say quá nhìn nhầm bà ta thành má thôi. Và hứa không bao giờ như vậy. Rồi sao? Sao là sao? Chứng nào tật nấy? Mấy năm lại lòi ra con bé kia. Má cũng u ất rồi sinh tâm bệnh. Mấy ngày sau khi biết tin bà ấy có bầu lần thứ ba. Xui khiến thế nào có thai sinh non thiếu tháng nên không giữ được. Chưa nếu hồi à? Lại có tận ba đứa. Chứ không phải là hai đứa như bây giờ đâu. Xế chiều Vĩnh Thái ra sau định xem con gà quý của mình đem đi dạo trong xóm chơi. Ra đến sân sau thì cậu chỉ thấy cây bội trống trơn con gà của cậu mất dạng Cậu bực bội gọi lớn Thằng ân đâu, thằng ân đâu Ra đây tao bảo Vĩnh ân ngồi ngay cối xe gào Nghe anh trai hết tiên mình thì run rẩy chạy ra Vừa nhìn thấy nó Cậu đã tát mạnh nó một cái Con gà của tao đâu Hồi chưa tao dặn mày cho nó ăn rồi nhốt nó lại cơ mà Dạ, dạ thưa cậu Con nhốt nó lại rồi mà Cậu lại thô bạo nắm đầu của nó lôi đi Mày nhìn cho kỹ đi Nhốt đâu Con, con không biết thưa cậu Đồ vô dụng Có một tí chuyện mà làm không xong Mã còn mày Đúng là một lũ ăn hại Vĩnh Thái tức giận Bởi vì mất con gà cưng Cậu thằng chân đạp thằng bé 10 tuổi Ngã nhào xuống đất Vừa hay nhìn thấy bó dây lát Cậu cầm lên Rồi quất tới tấp vào người của nó Miệng của cậu vẫn lầu bầu chửi Từ đây tới chiều Mày phải tìm cho được con gà của tao về Nếu không ấy Mày biến khỏi nhà luôn Mày biết chưa Vĩnh Ân nằm co người chịu đòn của anh trai. Nó khóc tức tuổi bởi vì oan ức, tay chân mặt mày của nó dớm máu sưng vù bởi vì lát cứa vào da thịt. Dì Tám nghe ồn ào thì chạy ra, thấy con mình bị đánh đau đớn thì chạy lại ôm lấy con, đưa thân mình ra đỡ. Cậu ơi cậu tha cho nó, nó còn nhỏ dài, cậu có đánh, xin cậu cứ đánh tôi. Dì Tám, dì tránh ra để tôi dạy nó, dì còn cản trở tôi đánh nó, thì tôi đánh chết đừng có trách tôi. Dì Tám nghe vậy run lầy bầy, mặt mày tái nhợt. Dì nhìn Vĩnh Ân nằm thoi thóp thì nhói lòng. Có nỗi đau nào hơn khi người mẹ chứng kiến con của mình bị đánh đập tàn nhẫn như vậy. Tôi xin cậu, cậu tha cho nó. Tôi nói là bà tránh ra cơ mà. Vĩnh Thái lại càng giận hơn khi ngày hôm nay má con này lại còn dám cãi lời của mình. Cậu vùng mạnh bó lác, thêm mấy cái lên người hai má con dì tám vẫn ôm lấy người vĩnh ân hai má con co người chịu đựng khóc không thành tiếng tịnh hân đang ngồi tán thuốc trên bàn cạnh cửa sổ thì nghe tiếng khóc thút thít của con bé vĩnh xuân nó vừa khóc nấc vừa thuật lại chuyện má nó và anh nó bị cậu thái đánh nó sợ nên chạy đi cầu cứu mợ hân nó không dám vào phòng nên chạy lại cánh cửa sổ may sao lúc đó tịnh hân đang ngồi ngay đó trời cũng còn thương má con nó một chút nhờ vậy cô mới lật đật chạy qua để can chồng chỉ sợ chậm trễ một chút cậu lại đánh chết người ta dừng tay dừng tay cô đi nhanh lại giữ lấy cánh tay đang cầm bó lác của chồng vĩnh thái thấy thái độ khó chịu ra mặt của vợ thì cậu mới chịu dừng tay cậu ném mạnh bó lác xuống rồi đi lên nhà trên vẫn không quên lườm lườm mắt nhìn hai má con nhà dì tám Tịnh hần đỡ dì Tám ngồi dậy, dựa vào bậc thềm, rồi mới ấm vĩnh ân cho nó nằm lên nền gạch. Nhìn mặt mày của nó hẳn lên những làn ngang dọc, rơm rớm máu tươi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, mặt mày đỏ ké, cô thương cảm trong lòng. Cô để dì Tám đưa nó về tấm phản trong bếp nằm, còn mình đi về phòng lấy thuốc bôi cho nó. Vịnh Thái thấy vợ lục lọi hộp thuốc, thì cau mày. Em khéo lo chuyện tào lao. Em là thầy thuốc, Thấy người ta bị thương Thì phải chị thôi Có cái gì mà tào lao Còn mình thì sao Đánh đàn bà yếu ớt Với một đứa con nít như vậy Thì hay ho lắm à Nó làm sai tôi dạy nó Không được hay sao Từ lúc nào Em lại bênh má con nó chầm chập như thế Dạy dỗ có rất nhiều cách Nếu lúc nãy em không ra kịp Có phải là mình định đánh chết Một trong hai má con họ Mình mới ưng bụng có phải không Vịnh Thái nhất thời không cãi được quả thật lúc nãy cậu không kiểm soát được cơn giận dữ để vợ thấy một mặt này của cậu đúng là không được hay tịnh hân lại nói tiếp em không muốn thấy mình giống loại người tàn nhẫn như vậy em là thầy thuốc cả đời chỉ mong muốn cứu người còn mình mình lại muốn đánh người ta em thấy em với mình quá vội vàng rồi em muốn suy nghĩ lại chuyện của hai đứa mình em điên à em nói tầm bậy cái gì thế em không nói tầm bậy nếu như mình còn nặng tay với người ta như vậy thì vĩnh thái ngắt ngang lời của vợ ở nhà tôi là gia chủ ra đường là kẻ làm ăn người ăn kẻ ở trong nhà còn không dạy được thì thiên hạ người ta coi tôi ra gì đạo bất đồng bất tương vi mưu em với mình không cùng một chí hướng không thể nào mà ăn ở đời đời kiếp kiếp với nhau được đâu nói rồi cô cầm miếng cao dán với lọ thuốc bỏ đi xuống phòng Tịnh Hân mang thuốc đến cho má con dì tám, đáy lòng có chút chua xót thay thân phận bèo bọt của họ. Thuốc hết dì tám cứ nói với tôi, tôi cho cái khác mà sức, đừng có dại mà chịu đựng nghe chưa. Dì tám mặc dù đau nhưng vẫn phải đi làm việc nhà, Tịnh Hân lăng sang phụ giúp khiến cho dì cảm thấy đỡ tủi thân hơn, hóa ra trong căn nhà này vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình người vĩnh thái lúc chưa nghe vợ nói mấy câu như vậy cậu lại thấy sợ cậu không biết tại sao lúc đó bản thân cậu lại tức giận như vậy con gà quý thật nhưng lỡ mất thì thôi chưa đánh chết thằng bé đúng là hơi quá tay chính cậu không biết bản thân đang mang trong mình dòng máu ác lạnh lạnh khóc của ông hội đồng bạch khi bình thường thì hòa nhã lịch thiệp nhưng một khi giận lên thì chuyện gì cậu cũng dám làm đợi đến lúc hân về phòng cậu mới gọi cô em à xin lỗi mình có lỗi gì với em đâu mà xin mình đánh thằng bé muốn chết nếu như xin lỗi thì xin lỗi nó chứ xin lỗi gì em thôi mà mình sau này tôi hứa tôi không bao giờ như vậy chỉ có quỷ mới tin được lời của mình thôi ngày hôm sau tịnh hân ra vườn hái hoa tình cờ thấy mấy bẹ nha đam nên cắt vào đắp lên làm mát mấy vết roi cho vĩnh ân thằng bé bị đánh mặt mày sưng húp phải mất mấy ngày trời mới hết. Ngày nắng đêm mưa, từ chập choạng tối đã bắt đầu có dấu hiệu mưa, bầu trời đen kịt thành một màng. mấy khóm hoa diên vĩ hoa huệ, hoa sứ tây của Tịnh Hân trồng bị nước mưa hất mạnh nên ngả nghiêng, Cảnh hoa bị dập te tua tan nát. Vĩnh Thái nằm xong, vừa lau khô tóc vừa mở cửa bước vào, thấy Tịnh Hân ngồi trước gương gỡ tóc thì không nhịn được cúi xuống hôn vào gáy của vợ. Tịnh Hân nhột Xôn người và lách né. Cô lườm yêu một cái, mở lọ thủy tinh lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng, uống một ngụm nước, cho thuốc trôi xuống. Đây là hỗn hợp của các nguyên liệu, lá dâu tằm, vừng đen và mật ong. Đầu tiên rửa sạch lá dâu tằm rồi cắt bỏ gân lá, tiếp đó đem phơi dưới nắng cho hết. Đến khi lá khô thì nghiền nhỏ, bằng cối đá cho đến khi thành bột. Dã vừng đen với nước rồi trộn với mật ong, trên bếp lửa lưu diêu, cho đến khi xệt lại, cô trộn hỗn hợp đó lại với nhau và vo tròn thành một viên nhỏ. Mỗi ngày uống hai viên vào buổi sáng tối, không chỉ giúp da mịn trắng mà còn căng tràn sức sống. Tịnh hân là thầy thuốc nên cô luôn dưỡng sắc từ bên trong bằng những dược liệu từ cây cỏ thiên nhiên, nhờ vậy mà da dẻ của cô mịn màng và trắng sáng. Vợ tôi đẹp quá xá đẹp. Vịnh Thái nịnh vợ bằng một câu ngọt sớt. Với tay kéo cô lại xuống giường Cậu đi công việc mấy ngày xa vợ không chịu nổi Bây giờ vợ đẹp đẽ thơm tho như thế này Làm sao mà kiềm lòng được chứ Đôi vợ chồng trẻ lại quấn quýt lấy nhau Bên ngoài trời mưa lắc rắc Cũng không hay biết Cánh cửa sổ đóng hờ Còn hờ một khe nhỏ sau song sắt Vĩnh Ân đang học bài nghe trời đổ mưa Lật đật chạy ra sân ôm cùi vào thay cho má nó Cái sân bên hông nhà dùng để cối xay gạo Xào phơi đồ và phơi củi khô Nó lấy tấm lá dừa Lợp che lên cối xay gạo Rồi lại lom khom Ôm mớ củi để vào trong kho Phòng của vợ chồng Vĩnh Thái Lại sát ngay sân hông Vĩnh Ân ngày thường có cho bạc Nó cũng không dám lại gần Huống chi là nhìn vô phòng của anh chị Nhưng hôm nay nó đang lôi cui lượm củi Thì nghe tiếng thở gấp của ai đó Lại có tiếng cọt kẹt vang lên đều đều Vĩnh Ân nhất thời nổi hứng tò mò nó lại sợ gã đàn ông kia đánh chị Hân của nó Như ma xui quỷ khiến Nó gan lắm Nhón chân đưa mắt nhìn qua khe hở cửa sổ Đập vào mắt của nó Là hình ảnh anh Thái cởi trần Đang nằm đè lên người của chị Hân thân thể rắn chắc Cứ liên tục nhấp nhô Chốc chốc lại cúi xuống hôn Vùi mặt vào cổ chị Hân một cái Rồi lại tiếp tục hì hục Ở góc này nhìn qua chiếc giường đồng đỏ Vịnh ẩn thấy trọn vẹn bầu ngực của chị Hân lấp ló sau lớp áo. Tóc tài tịnh hân xõa xuống gần sát đất, gương mặt với hàng chân mày thanh mảnh đang nhíu chặt, cắn môi như cố gắng nén âm thanh ư ử phát ra từ trong cổ họng. Bất ngờ vĩnh Thái bế xốc người tịnh hân và đặt vợ ngồi lên đùi mình. Nó lại được thấy bờ vai nhỏ cùng với tấm lưng trần nuột nà ướt đẫm mồ hôi của chị dâu. Vĩnh Ân đứng sau, nhìn chị dâu chậm rãi, mặc lại áo ngoài, cổ tay nhỏ xíu, tóc dài, xõa xuống như một dòng suối mát lành. Ánh đèn nghiêng nghiêng, bóng tịnh hân in lên vách. Hai má cô như nổi một dạng mây hồng, hương thảo mộc tỏa ra từ bốn phía, hòa vào những làn hơi nước mát lạnh của cơn mưa đêm. Nhìn rất lâu, vẫn cảm thấy vạn vật trên thế gian thu gọn lại tư thái lúc này là dáng vẻ đẹp nhất, không cần lai tạo bất cứ hình gì. Khiến cho cả hai anh em Vĩnh Thái trên giường và vĩnh ân bên ngoài đều ngẩn ngơ nhìn rất nhiều năm sau này trí óc non nớt của vĩnh ân vẫn không thể nào quên được cái hình ảnh xuân sắc đêm đó vĩnh ân đứng nhìn ngây ngốc qua khe hở cửa sổ tận cho đến khi cuộc mây mưa của vợ chồng anh trai tàn cuộc nó mới sực nhớ đến cái mớ củi đã bị mưa ướt sạch một bàn tay thô giáp bất ngờ luồng đến bịt miệng của nó và kéo nó đi vĩnh ân giật mình sợ hãi vùng vẫy cho đến khi bước vào tấm phản trong bếp má mới buông nó ra hư quá hôm nay còn dám nhìn vào phòng của cậu mợ muốn ăn đòn có đúng không bị đánh như thế còn chưa chừa à con xin lỗi má dì tám thấy vậy không nỡ đánh con mai mốt má cấm phận của má con mình là ở dưới này nếu có lén phén lên nhà trên bị đánh đánh đau lắm con ạ à. vĩnh ân tuy còn bé nhưng nó ghét cách nói và lối suy nghĩ hèn mọn như vậy của má nó. Vĩnh Ân lớn hơn một chút, hiểu nhiều chuyện hơn một chút. Nó nghĩ anh Thái là con của ông Hội, mà nó cũng là con của ông. Vậy cớ gì anh ấy được nệm ấm chăn êm, mặc quần áo tốt, còn anh em nó bị coi như cùi hùi, bộ đồ mới cũng không có mà mặc. Có điều nó không hiểu, nỗi khổ tâm của má nó. Cũng không biết anh em nó vốn chỉ là những sinh linh vô tội vô tình được sinh ra bởi những đêm lỡ làng của người lớn nó là con nhà họ bạch nhưng lại không được đối xử đúng như một con người của chủ gọi nó là trẻ mồ côi cũng không đúng bởi vì nó là máu mủ của ông hội đồng nó không đen không trắng coi cha nhưng không khác gì trẻ mồ côi cứ như vậy anh em nó lớn lên trong sự ghẻ lạnh của nhà họ bạch thứ an ủi duy nhất đối với vĩnh ân chính là sự bao bọc của má sự yêu thương thầm lặng và lén lút của tịnh hân. Chiều lòng vợ, Vĩnh Thái cho cô mở một hiệu thuốc ở ngay trước nhà mặt tiền, lộ dây thép, cậu cất một cái nhà gỗ mới, kêu thợ đóng lại cái bàn để ngồi xem mạch, có tấm màn che lại. Cặp bên vách là mấy tủ cây với nhiều hộc tủ để đựng các vị thuốc, phía trước có kê hai băng ghế dài để người bệnh ngồi chờ, bảng hiệu lớn để mấy chữ, bạch ra đường. Tịnh Hân có vốn nhà chồng nên cô nhờ các thương buôn bên tàu mua giúp cô nhiều vị thuốc quý một phần để chữa bệnh cho mọi người phần khác để thỏa mãn niềm đam mê bất tận của mình với những dược liệu mà thiên nhiên ưu ái dành tặng cho con người thời gian đầu nhà thuốc của tịnh hân khá vắng vẻ vì nhà ông hội đồng thì dân mấy ai mà dám bén màng đến nói chi là xem bệnh tịnh hân phải chịu khó vác hộp thuốc đến tận nhà coi mạch sự gần gũi cùng với sự nhiệt tình phát ra từ trong tâm của cô dần ra lấy được lòng tin của mọi người. Dần xung quanh đó tin tưởng nên cứ hễ con cái ho hay sốt gì họ lại đem đến cho mợ. Ngặt nỗi họ nghèo quá lại thất mùa, không có bạc. Tịnh hân không nề hà gì cô làm phước không lấy bạc của họ cho thuốc uống trường nào dứt bệnh mới thôi. Bởi vậy họ kính trọng cô lắm. Hễ bắt được vật chi ngon như con cá con gà cũng đem đến biếu cho cô. Dần dần danh tiếng tịnh hân, mở hai nhà hội đồng bạch gắn liền với mấy chữ, lương y như từ mẫu. Dì Tám vẫn là một cái bóng lặng lẽ ngày qua ngày sống và hậu hạ nhà họ bạch mà không dám mong một chút danh phận. Tịnh hân có ý muốn giúp con bé Vĩnh Xuân theo mình phụ việc rồi từ từ dạy cho nó coi mạch hốt thuốc, cũng xem như bồi dưỡng cho bé để sau này có cái nghề mà nuôi thân tôi sợ nó còn bé hay là mợ dạy cho vĩnh ân có được không tôi ngó thấy vĩnh ân chán cao rộng lại có phục tê từ đỉnh đầu sống xuống mũi nếu được học hành tử tế tương lai không làm ông này bà nọ không chức sắc cũng quyền thế theo tôi học nghề y thì quá uổng phí một tài năng dì tám nghe mợ hai khen con mình như vậy dì mừng thầm trong lòng nhưng lại mang thêm mấy phần dầu dĩ thưa tôi không mong nó được làm ông này bà nọ chỉ mong nó sống làm người tử tế tính của vĩnh ân ưa náo nhiệt vĩnh xuân thì ngược lại tính tình đạm mạc hơn rất nhiều con bé rất có tố chất chịu khó theo tôi học thì giúp ích cho đời rất nhiều vâng tôi độn ơn mở dì tám rưng rưng nước mắt nhìn tĩnh hân đầy cảm phục người con gái này nhiều năm nay vẫn như vậy quan tâm lo lắng cho má con gì Chính cha ruột của tụi nó còn không quan tâm đến tương lai của con mình. Ấy vậy mà mợ hai trẻ tuổi lương thiện lại tính toán một tương lai tốt đẹp như vậy cho tụi nó. Dì tám nguyện làm trâu làm ngựa cho mợ hai đến hơi thở cuối cùng. Chớp mắt 6 năm trôi qua, tịnh hân sinh được một mụn con gái bụ bẫm, mặt nó ngộ nghính y hệt như má của nó. Khỏi phải nói vĩnh thái cưng như trứng, đặt con tên là Thu, lót chữ vĩnh họ bạch giống mình. Vĩnh Xuân năm nay bước qua 11 tuổi, biết đọc biết viết, có thể phân biệt các vị thuốc mà bốc theo toa tịnh hân kê. Buổi sáng con bé đi học ở trường làng, buổi trưa giữ em Vĩnh Thu cho mợ hai nghỉ ngơi, buổi chiều ra trước nhà thuốc phụ việc. Tịnh hân tập cho con bé sống rất có nề nếp, từ sinh hoạt cho đến bộ đứng dáng đi, đều đoan trang nhã nhặn, ăn nói nhỏ nhẹ. Cô bắt nó làm việc gì cũng phải từ tốn kỹ lưỡng, không được lộp chộp hấp tấp, Cô nói như vậy mới có thể trở thành một lương y giỏi. Vĩnh Xuân đều nhớ rất kỹ những gì mà chị Hân dạy. Đến tận bây giờ nó vẫn duy trì thói quen. Gọi chị khi không có mặt cậu Thái và ông Hội. Nó cũng thích gọi tịnh Hân là chị hơn là mở. Vĩnh Ân 16 tuổi, không phụ lòng mọi người. Nó là học trò giỏi nhất ở cái làng này. Có điều năm nay nó mới ngồi lớp nhất. Bị vô học trễ hết một năm so với các bạn đồng trang lứa. Chủ nhật nào nó tranh thủ về thăm má và em. Nó đi học mỗi tuần, dì tám cho nó được hai cắt ăn bánh. Còn bạc học với ăn cơm, nhà thầy giáo thì tịnh hân đã đóng sẵn cho nó. Ông hội đồng bạch tuy khó tính, nhưng lại ít để ý chuyện vặt vãnh trong nhà. Từ ngày có tịnh hân về, ông giao hết chuyện trong nhà cho con dâu coi sóc. Nhờ vậy mà anh em Vĩnh Ân mới được đi học. Ông thích đi coi hát, đi hội ở đình làng, ở chợ huyện hơn là sống trong nhà một buổi chiều nọ vĩnh ân mặc cái áo sơ mi trắng ngà màu cháo lòng quần vải đen ngồi lui cui gom mấy xào thuốc phơi ngoài sân mặt nó trù ụ một đống tịnh hân bế con từ trong đi ra thấy vậy thì buồn cười hỏi ngay em gom kiểu gì mà trần bì với đinh lăng lại lẫn lộn vào nhau hết thế này vĩnh ân giật mình nhìn xuống nó lơ đãng kiểu gì mà ụp hai xào đó lại với nhau hồi nào không hay nó gãi đầu em xin lỗi không sao, có chuyện gì mà đầu óc của em lơ đãng như trên mây. Tương tư cô nào rồi có phải không? Ấy, không có. Có thật không? Nếu có thì nói, chứ có gì đâu mà ngại. Năm nay em cũng lớn rồi. Vĩnh Ân nhìn chị Hân. So với ngày đầu tiên chị bước chân về đây, đã mấy năm trôi qua, gần như không có một chút nào thay đổi. Chị vẫn xinh đẹp như tiên tử, cái nét đẹp ấy sau khi sinh một mặt con dường như lại đậm đà hơn. Vốn đã cốt khí lại được bồi thêm mấy phần trần tục, đại khai nếu nó có thích ý, thì tìm một người giống như vậy để thích. Nhưng có vẻ quá khó, làm gì có ai được như chị Hân, đối xử tốt với má con nó như vậy mà cứ cho là có đi thì không đến lượt nó tư tưởng. Hay là có chuyện gì, đi học bị thầy phạt rồi sao? Không phải đâu chị. Vậy thì sao, nói mau nào. Tịnh Hân nhìn điệu bộ của nó, lờ mờ đoán ra được nó đang có chuyện buồn giàu trong lòng. Cô gặng hỏi. Bài đặt giấu giếm, ai dạy em cái thói giấu giếm, bây giờ có chịu nói ra hay không? Đối với thái độ nghiêm khắc này, Vĩnh Ân từ bé đến giờ vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình. Nhưng nỗi sợ này nó biết là chị Hân chỉ có ý tốt với nó. Khác với nỗi sợ từ ông hội hay là cậu Thái mang đến, nó biết không thể nào giấu, nên dè rặt lên tiếng thầy nói cuối năm em được đi thi tịnh hân mắc bế con mỏi tay nên vĩnh ân nó hớt mà bồng em cho chị giành tay Vĩnh thù ngoan ngoãn để cho chú mình bế nó đưa bàn tay nhỏ xíu chọt chọt vào mũi sau đó nhoèn miệng cười chúm chím vậy thì em phải mừng mới đúng chứ dầu dĩ cái giống gì gáng mà học hành thi cho đậu nghe chưa quan đốc bảo phải nộp giấy khai sinh mới cho em đi thi chị ạ à? vậy giấy khai sinh của em đâu dạ em làm gì có té ra từ lúc sinh đến giờ em không có à vĩnh ân gật đầu ánh mắt lộ rõ nét buồn vừa có nét lo tịnh hân nhíu mày chuyện này quả thực rất khó phải nói làm sao để cho ông hội đồng bạch chịu làm đơn vô tòa mà xin lập khai sinh cho nó đây làm giấy khai sinh thời Tây này là phải có người làm chứng, không phải chỉ một người làm chứng mà cần tới ba người. Những người làm chứng này phải khai đầy đủ họ tên, nơi ở, làm nghề gì và được viết rõ trong tờ giấy khai sinh. Theo như cô đi làm giấy khai sinh cho con thì biết, thời Pháp thuộc họ phân biệt rõ ràng và đối xử cũng rất khác nhau giữa con đẻ và con nuôi. Cả con hoang thì còn bị phân biệt đối xử khủng khiếp hơn có thể xuất phát từ cách đối xử như thế, chắc để chống gian lận, để phòng nhỡ có cô nào không chửa mà nhét gối vào bụng mấy tháng, rồi sau đó đi xin, trẻ sư sinh về nuôi, rồi nói là con đẻ. Thời này dân người ta thường gọi là con đỏ, con nuôi là con nuôi, con đẻ là con đẻ, không có chuyện lập lờ. Tịnh Hân đương nhiên không muốn hai đứa em mình mang tiếng là con hoang hay là con đỏ. Khi đi học lại bị bạn bè trêu chọc, mà cô thì không thể nào đứng ra nhận bảo lãnh cho chúng nó được. Tịnh Hân nhất thời thương xót cho hai đứa bé. Rõ ràng là có cha, cha chúng nó còn sống sợ sờ trước mắt, vậy mà lại để cho con mình, không khác gì, con hoang. Từ đây đến cuối năm còn lâu, từ từ để chị tính cho, em cứ lo học hành cho đàng hoàng. Em cảm ơn chị. Kế đó phía trước nhà thuốc có tiếng đồ bể lại có giọng nói chửi bới ôm um sùm. Tịnh Hân lật đật đi xem có chuyện gì. Một người đàn ông mặc đồ lụa mát, màu hột gà đang đứng chửi om sòm, tay chỉ chỉ vào chán của Vĩnh Xuân và chỉ chiết nó. Mày hậu đậu nó vừa thôi, xém chút đã dơ áo của tao. Mày có biết bộ đồ này đắt tiền lắm hay không? Vĩnh Xuân bị khách chửi thì im re, không dám nói lại câu nào. Con bé chỉ biết im lặng chịu đựng, mặc dù lỗi không phải của nó, tịnh hân thấy bộ ly với cái bình thủy đựng nước của mình bị vỡ tung tóe dưới nền gạch người khách kia lại hống hách chửi bới thì cô khó ưa trong lòng cô chậm rãi đi lại miệng cố gắng nở một nụ cười rất tươi không biết có chuyện gì xảy ra đấy ạ à? người đó nhìn thấy tịnh hân mới chịu nhỏ giọng xuống dù gì cô cũng là con dâu của ông hội đồng vuốt mặt phải nề mũi một chút mợ xem mợ dạy lại hai đứa này đi Tay chân thì lóng ngóng chậm chạp Đụng vào khách như vậy đấy Xém chút nữa là đứt chân của tôi Tịnh Hân quay lại hỏi Vĩnh Xuân Em làm gì mà để thầy đây giận dữ như vậy Dạ thưa chị Thầy này không bắt số Tự ý dở màn chui vô Ngày lúc em bưng bình nước Thì lỡ đụng chúng thầy ạ à, Này này con bé kia Tao thấy hết người rồi Tao mới chui vào Tịnh Hân lập tức ngăn cản Nó là em của tôi không phải người ăn kẻ ở. Xin thầy ăn nói cho đàng hoàng lịch sự một chút. Quy định của chúng tôi, cho dù không có khách, phải đợi thầy thuốc gọi mới được vào. Thầy tự ý như vậy là không đúng. Còn la lối, cái giống gì đây? Cô quay lại nói với hai đứa nhỏ. Vĩnh Xuân, ám em vào nhà. Vĩnh Ân lấy chổi quét dọn cái đống này cho sạch. Xong rồi cô quay ra, nói với người đàn ông kia. Thầy có còn muốn xem bệnh không? Muốn thì mời ngồi, còn nếu không thì mời thầy đi cho Để tôi còn đóng cửa Người đàn ông kia như bị quê Lặng lặng đi lại bàn ngồi xuống Cho tịnh hân coi mạch Không dám hé nửa lời Anh em Vĩnh Ân Vĩnh Xuân thấy chị dâu Chị được cái tên hóng hách kia Một cách tài tình như vậy Thì ngưỡng mộ vừa thích thú vừa cười tùm tìm Đêm hôm đó tịnh hân thuật lại với chồng Cái chuyện nộp đơn vô tòa Để xin lập giấy khai sinh cho hai đứa em Vịnh Thái đang chơi với con gái Nghe vợ nói như vậy Cậu nhíu mày Ngẫm nghĩ vợ mình đúng là khéo lo chuyện bao đồng Nhưng lại không dám nói ra Nói ra cậu sợ vợ Nói đúng Cậu thương vợ nuông chiều Nên ai muốn cái gì cậu không quản Miễn là vợ con cậu vui Thì cậu cũng vui Tịnh hân tỉ tê một hồi Vịnh Thái mới miễn cưỡng đồng ý Rồi rồi Để tôi nói với cha một tiếng Em đừng có nói em biết rồi em cảm ơn mình tịnh hân đạt được mong muốn lập tức đưa tay bóp hai bên bà vai lấy lòng của chồng phải nói cô không chỉ có nhan sắc bên ngoài mà còn thuộc tiếp phụ nữ thông minh biết nhu biết cương đúng lúc cô biết chồng là bởi vì thương nên mới dung túng nhường nhịn cô cô tiến lùi có chừng mực việc gì chồng không thích cô không làm nhờ vậy cô nắm gọn cậu hai nhà ông hội đồng bạch trong lòng bàn tay suốt ngần ấy năm Vĩnh Thái từ một chàng thanh niên ham chơi, bây giờ lại trở thành người đàn ông của gia đình. Chí thú làm ăn, không còn ăn chơi như hồi trước. Có cầu đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Vĩnh Thái sống với tĩnh hơn nhiều năm, cũng bớt đi cái tính nóng này hay đánh người của mình. Mỗi lần thấy vợ nhíu mày khó chịu là cậu lại dịu cơn giận xuống. Ai trong nhà hội đồng bạch cũng không khó để thấy. Mỡ hai quả thật là có mạng lắm mới trị được cậu hai. Ông hội đồng bạch cũng như bao nhà giàu thời nay, rất trọng sĩ diện và danh tiếng. Thỏa nay ông ít quan tâm đến mấy đứa con ruột. Ăn thì ông cho ăn, ở thì ông cho ở. Nhưng mà không được ăn chung mâm, không được ở trong nhà lớn. Ông không chối bỏ và cũng không thừa nhận tụi nó là con. Vậy mà bây giờ nghe tin Vĩnh Ân được chọn đi thi, khả năng đậu trung đẳng Mỹ tho cao, ngậm nghĩ nở mày nở mặt cho dòng họ tộc, vợ chồng Vĩnh Thái Tịnh Hân xin ông vào đơn lập khai sinh cho em đi thi. Thì ông làm thinh không trả lời, nhưng lại lặng lặng đi thăm hỏi thầy giáo rồi nộp đơn vô tòa xin lập giấy khai sinh cho Vĩnh Ân và cũng tiện làm luôn cho Vĩnh Xuân. Nhờ vậy mà cuối năm đó, Vĩnh Ân thi đậu trung đẳng rồi lên Mỹ tho đi học. Nó học giỏi có tiếng trong trường, thầy dạy cái gì liền nhớ in cái đó lại chịu khó học hỏi thêm nhiều thứ được các thầy coi trọng bạn học thì quý mến ông hội đồng bạch mới bắt đầu để ý tới nó tuy vậy mà ông lại không nói gì song thấy tịnh hân bồi dưỡng cho anh em nó ông cũng không cấm cản tịnh hân thấy tính y cha chồng như vậy thì cô không thèm e rè thấy vĩnh ân có tố chất học mỗi ngày một phát thì cô có ý cho em học lên cao hơn chỉ có vĩnh phát là mãi không ưa được mấy con nhà dì tám Cậu có cằn nhằn Nhưng cũng không làm quá lên Giống như lúc trước Làm lúc dì tám cảm thấy tịnh hân giống như bà tiên Xuất hiện để soi sáng Bao bọc mấy đứa con của mình Phận gì vô dụng Đều phải nương nhờ hết vào mợ hai Tháng riêng vừa qua Ông hội đồng bạch lại bất ngờ Mang một người đàn bà về làm vợ lẽ Cũng tổ chức đám cưới đàng hoàng Người nọ tên là Tư chân Ngõ chừng bằng tuổi với dì tám là một chủ kim hoàn ngoài chợ. Từ chân quá chồng đã mấy năm nay, đã sồn sồn tuổi nhưng nhờ biết cách trưng diện nên nhìn trẻ trung hơn tuổi một chút. Da rẻ cũng trắng, bộ dáng đẫy đà, là chủ tiệm kim hoàn nên vàng bạc đeo đầy tay. Trong nhà Ý, ông hội đồng là Ý trời, Vĩnh Thái lắc đầu chề môi, biết không thể loay truyền được ý định của cha nên cậu mặc kệ. Thiên hạ có nói cái gì cũng không liên quan đến mình, cậu còn có ý định cất nhà cho vợ chồng ra ngoài ở riêng. Thế nhưng nếu bình yên quá, thì đâu phải là cuộc đời. Vĩnh Ân thi đậu bằng điếp lôm, dì tám mừng quính, muốn nó làm thầy thông hoặc là thầy giáo, rồi cưới vợ làm ăn với người ta. Nhưng tịnh hân thấy như vậy thì quá uổng phí, cái trí học của nó. Cô hỏi, ý nó một chút. Nếu như em muốn làm thầy thông thì chị không ép, nhưng mà chị thấy em sáng giả Mà muốn học thêm Làm kinh lý đo đất Bác vật hay đốc tờ Thì chị cho bạc học tiếp Vị ngần năm nay đã là thanh niên Không còn là một đứa trẻ lẽo đẽo Theo chị Hân suốt ngày Nó nghe tịnh Hân nói như vậy Chân mày của nó rè rặt một chút Rồi mới lên tiếng Dạ thưa Em có muốn làm thông ngôn Lương mười mấy đồng một tháng đâu Trường đó không đủ nuôi má với cả em gái em vậy em muốn học nữa để làm lớn hơn có phải không tịnh hân đoán không sai vĩnh ân quả nhiên là một đứa bé có trí lớn vĩnh ân từ bé sống bên cạnh thấy chị dâu coi mạch hút thuốc cho người ta tuy nó không biết bản thân có thật sự thích cái nghề thầy thuốc hay không nhưng mà nó biết nó muốn giống như tịnh hân chẳng những giống mà nó còn muốn bản thân phải giỏi hơn cả chị Em... Em định ra Hà Nội Học trường thuốc thêm 4 năm chị ạ à? Ôi Té ra em muốn học nghề này sao Vậy mà chị lại không biết Vĩnh Ân nhìn chị Sự ngưỡng mộ tràn ngập trong ánh mắt Em muốn giúp mọi người Giống như chị giúp má con em Gì chứ Em mà có ý chí như vậy Thì chị hết lòng ủng hộ Em thông minh Không chừng lấy được học bổng đi Tây Học đốc tờ chứ chẳng chơi Chị đừng nói vậy, em áp lực lắm. Chị tin là em làm được, dì Tám chắc là vui lắm đấy. Em cứ thò xếp, để lên Hà Nội đi, mỗi tháng chị gửi măng đa cho em, 10 đồng để sinh hoạt, không phải lo cái ăn cái mặc đâu. Chị tốt với tuổi em quá. Em phải cố gắng học hành, không được tụ tập ăn chơi sao lãng, phụ lòng người thân nghe chưa? Dạ, em biết rồi, em không dám sao lãng đâu ạ. À? Lúc này cô lại nói như bộc bạch Ngày xưa chị cũng muốn được đi học như em Nhưng phận chị là con gái Không tiện xa nhà Nên đành phải gác lại Đến khi lấy chồng Thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ Em hứa với chị Để em thay chị thực hiện ước mơ Cha cha Em tôi năm nay lớn rồi Biết ăn nói mắt lòng mắt dạ ghê Nói chuyện đến đó thì Vĩnh Thu khóc Tịnh Hân phải rũ con nên cô về phòng trước, Vĩnh Ân đóng cửa nhà thuốc rồi kê gối lên cái băng ghế dài ngủ canh chừng. Nó nằm cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, cứ nghĩ đến ngày sắp phải xuống tàu ra Hà Nội học, phải xa má, xa em, xa cả chị Hân, nó buồn buồn trong lòng. Nhưng nó quyết phải đi học, cho đậu cái bằng thầy thuốc, lập một chút công danh để má nó bớt cực khổ. Nó cũng có thể ngẩng cao đầu mà nhìn chị Hân Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Một Kiếp Ái Ân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Sư An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện, chúng ta được làm quen với cô gái tịnh hân, một cô gái thông minh xinh đẹp và có một tấm lòng bồ tát đúng không quý vị? Sau khi mà lấy chồng, cô lại còn giúp đỡ gia đình nhà chồng rất rất nhiều, yêu thương và đào đùm bọc. À, mẹ con nhà dì tám, thì liệu rằng thì cuộc sống của cô gái tên là Tịnh Hân này tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và theo dõi, ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.